Ngành hàng không toàn cầu vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, biến động và rủi ro như kinh tế suy giảm, giá nhiên liệu tăng, xung đột địa chính trị hay biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh như vậy, an toàn và khai thác hàng không cũng xuất hiện nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các lãnh đạo, chuyên gia hàng không cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Việt Nam xác định đảm bảo an toàn, an ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, theo kịp những diễn biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới. Ngành hàng không Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tích cực trong lĩnh vực an toàn và khai thác, mà nổi bật là 25 năm duy trì liên tục không xảy ra tai nạn hàng không thương mại trong bối cảnh ngành hàng không liên tục tăng trưởng hai con số trong nhiều năm. Với vị trí ở trung tâm châu Á và tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam là địa điểm lý tưởng để tổ chức Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không Thế giới 2023. Trong khi đó, hãng hàng không chủ nhà của hội nghị năm nay, Vietnam Airlines có mạng lưới đường bay ngày càng phát triển, kết nối khu vực và toàn cầu. Vietnam Airlines là hãng hàng không có trình độ kiểm soát và thực tế thực hiện an toàn ở mức cao trong IATA, khi liên tiếp duy trì đạt mức chứng nhận an toàn khai thác IOSA lần thứ 10 trong suốt chặng đường gần 2 thập kỷ, kể từ khi là thành viên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đạt mức chủ động Proactive 4.0 trên thang điểm 5 về văn hóa an toàn và được Airlines Rating đánh giá mức tối đa 7/7 về cấp độ an toàn. Tham gia Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không Thế giới 2023 với vai trò chủ nhà sẽ là cơ hội để hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhấn mạnh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác. Cái thách thức lớn nhất để xây dựng văn hóa an toàn chính là thay đổi cái nhận thức, thay đổi hiểu biết của từng cá nhân. Và để làm việc đấy thì mình phải thông qua những cái chương trình huấn luyện đào tạo, đưa dần những cái khái niệm về an toàn, những cái hành động về an toàn vào trong cái nhận thức và hiểu biết của từng cá nhân, rồi tạo ra một cái môi trường chia sẻ, cởi mở để mọi người là dám nói về cái an toàn trong cái tổ chức mà có từng cá nhân hành động an toàn, nhận biết, nhận thức về an toàn tốt ấy, thì sẽ có một cái tổ chức, có một cái văn hóa an toàn tốt. Trong khuôn khổ sự kiện sáng nay, Vietnam Airlines đã cùng IATA ký kết hiến chương về văn hóa an toàn. Với chủ đề lãnh đạo vào cuộc, thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn, Hội nghị An toàn và Khai thác Hàng không Thế giới 2023 quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo các hãng hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không trên thế giới, với chương trình làm việc đa dạng từ các phiên họp toàn thể, thảo luận nhóm đến kết nối, chia sẻ thông tin. Hội nghị sẽ diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 9.